thấy không? Xin chào các bạn. Các bạn đang thấy là đây là một con robot này, vừa hút bụi vừa lau nhà luôn. Quay cho các bạn xem nhá. À, rất là sạch luôn, lau còn ướt này, thấy không? Đó, đây là một robot rất là thông minh, vừa quét vừa hút vừa lau luôn, rất là sạch sẽ. Đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời cho những người trẻ hiện đại không có nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa. Các bạn chỉ cần việc là mua nó về và cắm sạc cho nó, và nó sẽ tự đi và quét và lau sạch ngôi nhà của bạn khi các bạn quay trở về. Nếu như mà khi mà gần hết pin á, nó sẽ tự động nó biết, nó quay về cái chỗ sạc, cái bốt sạc của mình. Đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời cho những ông chồng mà yêu thương vợ của mình, muốn đầu tư để hỗ trợ cho công việc gia đình. Các bạn sẽ có một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng khi quay trở về nhà. Việc của các bạn là chỉ đầu tư nó và cắm điện sẵn sàng ở đó, và luôn luôn các bạn sẽ mang quay trở về nhà với một ngôi nhà sạch sẽ. Các anh em thấy nó lâu luôn nè, thấy không? Sàn nhà còn ướt luôn nè. Đây là một con robot hút bụi D-Boss. Nếu như bạn quan tâm hơn đến cái sản phẩm này thì có thể để lại số điện thoại và chúng tôi sẽ có người liên lạc với các bạn, cũng như là các bạn cần tìm hiểu thêm gì về sản phẩm này thì hãy liên lạc với chúng tôi, công ty Nhịp Cầu Việt. Thấy không, tuyệt vời không, sạch luôn. Đây là cái bốt sạc của nó nè. Đó, trong quá trình nó lâu, nếu như mà nó thấy là gần hết thì nó sẽ chừa pin để nó quay về đúng cái chỗ vừa nãy á, để nó sạc. Em thấy thông minh không? Vừa hút vừa lau luôn. Một sản phẩm rất là tuyệt vời, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Này anh em thấy nè, đó, nó tự động nó quay lại luôn. Hay chưa? Có cảm biến. Thấy những cái chướng ngại vật nó sẽ tự động nó đổi hướng và tìm hướng đi cho mình. Và các bạn hoàn toàn có thể an tâm rằng là nó sẽ không bị bao giờ bị té cầu thang đâu các bạn. Khi mà nhận diện được không gian ở dưới mà bị trống thì nó sẽ tự động nó dè lại và đổi hướng di chuyển. Hay ha. Ok. Cảm ơn các bạn. Nếu anh em nào quan tâm đến sản phẩm này thì có thể lại comment ở phía dưới. Và bên Nhịp Cầu Việt bên mình sẽ có những tư vấn viên sẽ gọi điện thoại cho các anh em. Rồi bye bye. Nó chui vô trong đây luôn nè. Wow, đây là một cái máy chạy bộ. Và con robot này hút sạch sẽ dưới gầm luôn. Hay ha. Đó, nó bỏ đây rồi. Tuyệt vời quá. Bye bye anh em, xin chào, hẹn gặp lại.